thực hiện chủ hoạt động hỗ trợ nhằm chung tay giúp bà con và nhân dân chống dịch hiệu quả trong địa bàn tỉnh sóc trăng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đã kêu gọi chư tôn đức tăng ni quý phật tử các nhà hảo tâm hỗ trợ tích cực tài lực vật lực tạo bếp ăn với 2.500 suất cơm mỗi ngày thời gian hoạt động là 11 ngày cho bệnh nhân và người thân tại bệnh viện đa khoa sóc trăng với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng Vừa qua xuất hiện ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng, thời gian là 14 ngày kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2021. Được biết, hiện tại bệnh viện có 1.300 người, bao gồm bệnh nhân và người nuôi bệnh. Để chia sẻ cùng chính quyền và giúp bà con có bữa cơm ngon, yên tâm thực hiện cách ly tại bệnh viện, Hòa Thượng Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chỉ đạo thành lập 3 nơi phụ trách bếp ăn, phần cơm phải đảm bảo vệ sinh và chế độ dinh dưỡng, gồm có chay và mặn. Hai điểm nấu chay là Chùa Hương Sơn, phường 2 thành phố Sóc Trăng, do Thượng Tọa Thích Trung Túc, trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh phụ trách. Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, phường 2 thành phố Sóc Trăng, do Đại Đức Thích Thiện Nguyện, Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh phụ trách. Điểm nấu cơm mặn tại nhà xe Tâm Phong, số 38 Lê Duẩn, thành phố Sóc Trăng. Ba bếp ăn này cung cấp 2.500 suất cơm, sáng 1.300 suất, chiều 1.200 suất. Ngoài ra còn có nước uống đóng chai và trái cây. Thời gian thực hiện liên tục 11 ngày kể từ ngày 5 tháng 8, 2021. Một phần ăn được tính là 25.000 đồng, mỗi ngày khoảng 62,5 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí cho 11 ngày thực hiện là 687,5 triệu đồng. Đây là công tác Phật sự quan trọng, thể hiện sự chung tay chia sẻ cùng bà con và nhân dân của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19.